Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Zone Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều, tức 17 giờ của ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Và câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bác ngày hôm nay có khá là nhiều thông tin. Đó. Đầu tiên thì là buổi sáng chúng ta đã thấy một cái sự việc rằng là anh Nhâm Hoàng Khang, anh ấy kêu cứu cộng đồng mạng và đưa ra rất nhiều những cái nội dung tin nhắn liên quan giữa Hồ Văn Cường với một số người bạn fan. Và sự việc này rất gây sốc, bởi vì theo như lời của gọi là cậu IT Nhâm Hoàng Khang á, thì cậu ấy và bản thân gia đình cậu ấy cũng đang bị đe dọa, và sự việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tôi thì cũng đã hỏi một vài người rồi, cho nên rằng là xác định rằng là cũng có nhiều cái vấn đề cần phải làm rõ ở đây, chứ chưa thể nói một cách nhận định phủ quát ra vào lúc này. Đấy là thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai là ngay buổi trưa, nghĩa là khoảng tầm 2-3 giờ chiều á, thì Hồ Văn Cường cũng đã lên để mà nói chuyện về cái sự việc này. Và chúng ta thử thấy rằng là nó đi đến đâu nhá. Theo thông báo, nghĩa là theo cái tin á, trên báo Thanh Niên á, thì Hồ Văn Cường cũng đã chính thức trả lời về cái loạt tin nhắn tố xấu Phi Nhung mà đưa ra vào buổi sáng. Thì nội dung như thế này, các bác sẽ thấy rất nhiều vấn đề ở đây nhé các bác. Mới đây thì mạng xã hội đã xôn xao cuộc trò chuyện giữa Hồ Văn Cường và một người lạ, trong đó tài khoản được cho là của giọng ca Bà Năm đã bày tỏ quyết tâm tách khỏi Phi Nhung, thậm chí tỏ thái độ bức xúc khi sống chung với mẹ nuôi. Thông tin này khiến cho cư dân mạng không khỏi bất ngờ về mối quan hệ thật sự giữa ca sĩ và Phi Nhung. Trao đổi vào ngày 9 tháng 6 thì Hồ Văn Cường đã xác nhận nội dung tin nhắn tố xấu Phi Nhung là do mình trò chuyện với một khán giả. Và đây là việc có thật chứ không phải là hàng fake các bác nhé. Nam ca sĩ cho biết cuộc hội thoại này xảy ra cách đây vài tháng trước. Hình như em bị một hacker nào đó hack tin nhắn giữa em và một khán giả. Hacker đe dọa người nhắn tin với em và yêu cầu cung cấp thông tin. Dọa là có thông tin rò rỉ trên mạng là nhà mẹ Nhung sẽ bán thận của em. Một người nào đó đã dựa vào đây để đe dọa khán giả của em phải cung cấp thông tin, còn nói là muốn giúp em có được sự tự do sớm hơn. Nếu không, nhà mẹ Nhung sẽ bán thận của em rồi làm hại cả gia đình em. Sau đó chị fan kia sợ quá nên đã cung cấp thông tin. Hồ Văn Cường chia sẻ như vậy. Và đây là bức ảnh Phi Nhung với Hồ Văn Cường. Sau đó thì giọng ca sinh năm 2003 chia sẻ thế này. Khoảng thời gian đó em gặp nhiều áp lực, bức xúc gì đó nên đã thể hiện như vậy. Đó là những gì bộc phát trong khi người cảm thấy bức xúc một điều gì nên đã lỡ nói ra thôi. Hiện tại em với mẹ em sống trong nhà và rất hòa hợp, không có cái chuyện gì xảy ra hết. Việc em có những lời lẽ không kiểm soát được thì em đã nhận lỗi với mẹ Nhung rồi. Hồ Văn Cường cho biết hai mẹ con đã ngồi nói chuyện với nhau sau ồn ào này và nam ca sĩ cũng đã nhận lỗi. Đồng thời cùng mẹ nuôi đến cơ quan công an trình báo. Hồ Văn Cường cũng thừa nhận không bị Phi Nhung bóc lột như tin đồn lan truyền. Em không bị bóc lột gì hết, nhưng trong tâm lý của em thì bị áp lực một xíu nên không giữ được cảm xúc. Quán quân của Việt Nam Idol Kids 2016 cho hay như vậy. Đồng thời khi nói về chuyện Phi Nhung uy hiếp đe dọa thì Hồ Văn Cường nói rằng là đó là thông tin sai sự thật. Trước những thông tin tiêu cực liên quan đến mình và Hồ Văn Cường thì Phi Nhung cũng chính thức bày tỏ như thế này. Bây giờ tôi mới biết được câu cứu vật vật trả ơn, cứu người, người trả oán. Bạn hỏi tôi thì tôi cũng không biết, vì chính tôi cũng không tin là con tôi lại đâm sau lưng tôi như thế. Tôi xin phép trả lời sau. Trên trang cá nhân thì Phi Nhung viết là Hồ Văn Cường, con có làm sai với mẹ thì mẹ vẫn ôm con vào lòng như ngày nào. Và con an tâm nhé. Thế thì chính qua thì chúng ta thấy rằng cái sự bất nhất. Thứ nhất, Hồ Văn Cường bảo là không có gì, hai người không có gì, và cái việc này xảy ra vài tháng trước và cũng đã nói chuyện với Phi Nhung rồi. Và hai mẹ con cũng đã hòa thuận cái điều này rồi.
Thế nhưng mà lúc sau thì trong cuộc phỏng vấn này thì phóng viên hỏi Phi Nhung, thì Phi Nhung lại bảo rằng là bây giờ tôi mới biết cái sự việc này, là con tôi đã đâm sau lưng tôi như thế. Có thể là Hồ Văn Cường nhận lỗi với Phi Nhung, nhưng nội dung chi tiết cuộc trò chuyện thì chưa nói với Phi Nhung. Thế cho nên là bây giờ mới được lộ ra. Tôi thì nghĩ rằng là càng có nhiều thông tin thì càng tốt. Và mỗi người dựa vào những cái thông tin đó thì sẽ hé mở lần mò, gỡ từng cái nút thắt, từng cái nút rối, và chúng ta sẽ nhìn được cái sự thật. Còn ví dụ như thế này, Hồ Văn Cường có thể, tôi chỉ chia sẻ với các bác thế này thôi, một góc độ thôi, cũng ở trong một cái bộ phim mà tôi xem. Một bộ phim mà tôi xem thì một cậu con trai nuôi, được một người nuôi đó, thì khi cảnh sát đến nhà để hỏi rằng là, và những người bảo trợ đến nhà ấy, hỏi rằng là cô bé có bị bóc lột không, cô bé có bị xâm hại không, cô bé có bị thế này không, cô bé thì đấy, hình như cậu bé thì phải. Thì đương nhiên dưới cái áp lực của người đằng sau đó, người mẹ nuôi đằng sau, thì cậu bé phải trả lời rằng là dạ vâng, tôi chẳng có cái gì cả, tôi không bị sao cả, và đây cũng chỉ là cái việc bình thường thôi, là cái vết này bầm trên mắt là do tôi bị ngã ở trên đường, cái vết xước này ở trên tay thì là do tôi không cẩn thận cho nên bị cào vào cánh cửa, dạng như vậy. Câu chuyện này thì các bác có thể thấy rất nhiều ở trên các bộ phim. Thế cho nên ấy, muốn làm rõ hay không thì chúng ta vẫn phải chờ thêm những cái thông tin tiếp theo thì mới có thể là đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ. Đó là cái câu chuyện của Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Còn chuyện ăn chặn hay là chuyện thế nào đó thì đơn giản thôi. Phi Nhung có thể công khai cái việc đó ra. Khi mà ký bất cứ một với một bồ sâu nào thì đều có những cái khoản tiền. Tôi chỉ lấy đơn giản thế này. Ví dụ một sâu này của Hồ Văn Cường là 200 triệu. Thì Phi Nhung chia cho Hồ Văn Cường bao nhiêu? Thì công khai ra. Giả dụ như thế. Cũng là một cách để cơ quan thuế có thể là vào cuộc để nắm được cái thu nhập. Và từ đó đánh giá rằng là nghệ sĩ này cần phải trả bao nhiêu tiền thuế. Và bên kia cũng thế, rất nhiều. Mỗi một show diễn thì đều có cái cát xê cả. Đó. Thì ăn chia nó phải sòng phẳng. Ít nhất là người ta bảo rằng là kể cả bạn bè thân cũng không nói rằng là hoặc là thậm chí cả người yêu nữa đi, đúng không? Cái gì mà ái thân rồi ái tình thì phải sòng phẳng, tiền nong thì sòng phẳng, kiểu ấy. Tôi không nhớ câu đấy đâu. Nhưng mà dạng như vậy, có nghĩa rằng là mặc dù rất là thân nhau, mặc dù rất là với nhau, nhưng mà đã là công cuộc làm ăn kinh tế thì phải dựa theo cái sự sòng phẳng, hợp đồng, uy tín. Đó. Thế cho nên là không ngại gì khi mà Phi Nhung, thứ nhất có mấy cái điều nên công khai cái số cát xê của Hồ Văn Cường, những gì đã thu được, nhưng mà đã chia cho nhà Hồ Văn Cường bao nhiêu, thì không hiểu rằng Phi Nhung có dám công khai cái điều này hay không. Đó, có dám công khai điều này hay không. Ví dụ từ cái hồi Hồ Văn Cường tới bây giờ là sau khoảng 4 năm đó, thì Phi Nhung đã thu được tiền cát xê là từng này, và đã đưa cho nhà Hồ Văn Cường từng này. Đó. Mình làm gì minh bạch thì có gì đâu mà ngại, đúng không ạ? Thiên hạ đang đặt một câu hỏi là có sự nhập nhèm gì ở đây không? Thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu không có sự nhập nhèm thì cứ thế mà công khai thôi. Tôi không nghĩ là có cái vấn đề gì ở đây trong vấn đề đó. Và tôi mong rằng là ca sĩ Phi Nhung hãy làm rõ cái vấn đề này, cộng với cả một số tiền từ thiện cũng không nhỏ từ ngày trước, từ những cái thời điểm trước đã làm và bây giờ vẫn chưa công khai. Cho nên ấy, sự minh bạch hóa mọi vấn đề, đặc biệt là trong vấn đề kinh tế, là một cái điều chúng ta nên học hỏi. Bên Tây nó sòng phẳng cái này lắm, và cái này nên học hỏi. Báo cáo với các bác là thế. Để mà thu thuế, để mà chia nhau, để mà cái gì đấy nó rõ ràng. Chúng ta thường thường hay gọi là tình cảm lấn át lý trí quá. Cho nên cái việc mà tại sao lại phải nhận con nuôi hay là ba nuôi hay là gì đấy, hay là để cái việc đó nó làm mềm đi những cái quan hệ làm ăn kiểu như thế này, đúng không ạ? Đó là cái điều mà thông tin thứ hai tôi chia sẻ với các bác. Ở một diễn biến khác,
Hai mình có câu là ở một diễn biến khác, trên mạng nó hay có câu như thế. Thì ở đây, ở một diễn biến khác thì trong một cái live stream, người ta thông báo rằng là Nhâm Hoàng Khang, anh chàng IT hacker ấy, là vẫn đang an toàn. Đó, vẫn đang an toàn. Tôi thì vẫn chờ tiếp thì cái thông tin của anh các anh đó. Nhưng về mặt bản thân, tôi cũng đã nhờ và cũng đã mong muốn rằng kể cả một số cơ quan an ninh điều tra, đặc biệt là an ninh mạng, người ta sẽ điều tra cái sự việc này hoặc người ta hỏi thông tin xem như thế nào đó, thì tôi sẽ cập nhật nếu mà không liên quan đến quá trình điều tra, nghĩa là đang không phải là thông tin đang điều tra, thì tôi sẽ cung cấp cho các bác một cách sớm nhất. Đấy là cái mà tôi có thể làm được. Và ở một diễn biến khác nữa, xin phép với các bác suốt ngày diễn biến khác không, thì ở một diễn biến khác nữa thì Phi Nhung đã có một cái bức ảnh với một nhân vật rất nổi tiếng, một nhân vật xuyên suốt từ đầu câu chuyện. Có lúc anh ta nổi lên, nhưng có lúc anh ta chìm xuống. Và đó là cái câu chuyện mà tôi cũng đã để cái bức ảnh đó ở trên cái phần cộng đồng của kênh của tôi. Và các bác có thể thấy đây là nhân vật rất nổi tiếng mà chị Phương Hằng đã nhắc rất nhiều lần, một bậc thầy của lừa đảo. Và bên cạnh này là cô ca sĩ yêu quý và là mẹ nuôi của Hồ Văn Cường. Đó, các bác có thể tìm hiểu thế. Cho nên ấy, rút cục toàn bộ câu chuyện thì chúng ta vẫn chờ đợi cái sự minh bạch. Và có vẻ như rất nhiều người trốn tránh cái sự minh bạch đó. Từ Hoài Linh, từ Trấn Thành, từ cô Thủy Tiên. Đó, Thủy Tiên cũng thế mà. Cho nên cũng cần minh bạch thôi. Đó. Mặc dù tâm có thể tốt nhưng mà cách làm thì chúng ta nên minh bạch, công khai hóa ra. Chẳng có gì mà phải ngại ngần trong việc này cả. Rồi đấy, như Phi Nhung, rồi như Đức Hải. À đấy, Nhân lại nhớ Đức Hải. Cho nên là tiếp tục làm một cái thông tin nữa để các bác thấy rằng là một cái clip của tôi á, đạt được đến hơn 100.000 lượt xem với anh Đức Hải và những cộng đồng. Thì thấy rằng anh Đức Hải này là cái quyết định đó của trường văn hóa nghệ thuật và du lịch của Sài Gòn á, là quyết định rất hợp lòng với mọi người. Đó. Và tôi đã nhắn tin cho mấy người, gọi là mấy người anh của tôi ấy, là nói rằng là Bộ Văn hóa nên nhân cái cơ hội này, lấy uy tín trong Bộ Văn hóa và từ đó xây dựng được cái tín nhiệm, thì cái uy tín đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính là để thanh lọc lại cái đội này, thì nên tước luôn cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Đức Hải. Tước luôn á các bác nhé. Đó, tôi sẽ làm một video clip riêng về cái việc này và kêu gọi rằng là mọi người lan tỏa để tước cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đó. Bởi vì đến thời điểm này thì anh ấy không xứng đáng với bất cứ một cái gì, danh hiệu gì nữa rồi. Đúng không các bác? Và như thế thì Bộ Văn hóa sẽ được tăng uy tín hơn chứ không phải là giảm đi đâu. Đã có một thời chúng ta cấp những cái danh hiệu tràn lan, kinh khủng một cách tràn lan. Như thời của tôi, lấy ví dụ như là thời của mẹ vợ tôi chẳng hạn, hay thời mẹ tôi chẳng hạn. Để được danh hiệu một cái nhà giáo ưu tú ấy, nó khó lắm. Khó vô cùng. Cả tỉnh có mấy nhà, có mấy người. Nhưng bây giờ tràn lan, cái gì cũng ưu tú, sợ kinh. Đó. Chúng ta phải sửa cái điều này. Và ai có những cái hành động thô tục, thô bỉ, khiếm nhã, ảnh hưởng đến người khác thì tước luôn. Bởi vì nghệ sĩ mà, ưu tú mà, thì họ phải khác với người thường. Cho nên đừng nói rằng là tôi là người thường, nếu mà người thường đã trả lại danh hiệu cho người ta, chứ không cần phải danh hiệu đó nữa. Đó là đôi điều chia sẻ với các bác và mọi người trong cái bản tin vào lúc 5 giờ chiều. Tôi cũng mong rằng là mọi việc sẽ dần tốt đẹp lên, nhưng mà nó sẽ không thể nào tốt đẹp lên được nếu như không có cái sự cộng tác, không có cái sự gọi là ủng hộ của các bác và mọi người. Tôi rất là vui. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Chúc các bác một buổi chiều, buổi tối tốt lành.